Ok, chúng ta xem trận đấu giữa cặp đôi số 1 Việt Nam, cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam đánh với cặp đôi Quốc Việt và Duy Nam của Bộ Công an. Điểm đang là 17 cho cặp đôi đến từ Hà Nội trong set đấu thứ nhất. Điện thoại vẫn còn pin nên là Hồng quay nốt cho anh em, sẽ up YouTube sớm cho mọi người. Điểm số 8-10. Đập cầu rất nặng từ Quốc Việt. Xem nốt trận cuối nữa mọi người. Phía bên màn hình chúng ta cặp đôi Tuấn Đức và Hồng Nam, phía sau màn hình là Quốc Việt và Lê Duy Nam của Bộ Công an. Thành tích đối đầu nội dung đồng đội giữa Bộ Công an và Hà Nội đang là 4-0 cho Hà Nội. Không động vào mấy không? Điểm số đang bao nhiêu, trọng tài chưa mất được nào. Điểm số đang là 10-11. 11 đều. Đây cặp đôi trên màn hình là cặp đôi Tuấn Đức và Hồng Nam số 1 Việt Nam. Bên sau màn hình là Lê Duy Nam và Quốc Việt 12-11 cho Bộ Công an. Một cầu rất hay từ Tuấn Đức, 12 đều. Cây cầu lỗi của Tuấn Đức 13-12. Không phải Tuấn Đức sau trận tối qua đâu, Tuấn Đức đã bị chấn thương và bị đau tay trước rồi. Được 13 đều. Đã thắng rồi. Lưới ra ngoài của Tuấn Đức. 14-13 cho Bộ Công an. Chị ơi, chị ơi, bảo bé ấy không cẩn thận. Không cẩn thận nó không may nó làm đổ máy. Thôi bé ra kia chú làm việc nhá. Đứt lưới rồi Quốc Việt. 14 đều. Trận đấu thứ nhất. Ok mọi người, có thể nói là hai cặp đôi dạng gần như mạnh nhất Việt Nam bây giờ. Phía gần màn hình là Hồng Nam và Tuấn Đức, cặp đôi số 1 Việt Nam. Phía sau màn hình là Quốc Việt của và Duy Nam của Bộ Công an, cũng rất hay. Đập cầu tốt. Tuấn Đức có vẻ bị đau tay, tay rất là sưng, có vẻ đánh hơi lỗi nhiều. Công an và Hà Nội đang là 4-0 cho Hà Nội nha mọi người. Trận đơn số 1 là trận đơn Phạm Văn Thịnh của Bộ Công an đối đầu Lê Duy Lâm của Lê Thanh Lâm của Hà Nội. Chiến thắng trong vòng 3 set cho Lê Thanh Lâm.
trận đơn thứ hai đó là Quốc Học và Đức này kém thế nhỉ? Tuấn Đức đang bị đau tay. Quốc Học và Tiền Tuấn, chiến thắng cho Tiền Tuấn trong 3 set. Trận đơn 3 đó là Lê Duy Nam gặp Đào Mạnh Thắng, chiến thắng cho Đào Mạnh Thắng trong vòng 2 set. Trận đôi thứ 4 là Lê Văn Tú, Lương Tuấn Huy gặp Quốc Học và Văn Thịnh, chiến thắng trong vòng 2 set cho Hà Nội. Và đây là trận thứ 5. Quốc Việt và OK, mai Bộ Công an gặp Hồ Chí Minh coi như cọ sát. Tâm điểm là trận đấu giao hữu giữa Quốc Học và Thần Tượng Lê Hải Đăng, Nguyễn Hải Đăng. Quốc Học Thần Tượng Nguyễn Hải Đăng các bạn. Điểm 17-16 cho Bộ Công an. Nam này nó không tập gì. 18-16 cho Bộ Công an. Mai đoàn bán kết Hà Nội gặp Bắc Ninh và Hồ Chí Minh gặp Bộ Công an sẽ diễn ra vào 7 giờ tối. Về 9-16 cho Bộ Công an. Em lấy rất nhanh và tốc độ. Ở điểm 17-19 cho Hà Nội. Đây mới xét 1 thôi mọi người nha. Điện thoại còn 10%. Đấy, lấy rất nhanh như Tuấn Đức, công nhận là cặp đôi số 1 Việt Nam nó phải khác. 18-19. Phát cầu ngắn từ Tuấn Đức. 20-18. OK, xem một Bộ Công an thắng. Quốc Học đánh cho Bộ Công an nhưng trận trước Quốc Học đánh rồi, trận trước Quốc Học thua Văn Tú và Tuấn Huy. Trận này thì Bộ Công an, Quốc Việt và Lê Duy Nam đang thắng trước Hồng Nam và Tuấn Đức trong set đấu thứ nhất. Và tí nữa nếu có không may điện thoại này nó tự nhiên cắt live stream thì mọi người thông cảm với Hồng nha, điện thoại hết pin rồi, đang báo 8% pin. Live stream đến lúc nào mà nó sập thì thôi. Dạ. Còn vẫn còn gần 400 người xem. Qua đây, nó tụt đây à? Này con này, nó tụt đây, nó rơi đây, đây, đây. Sao lại chung kết Quốc Học Tiền Tuấn là sao Nguyễn Huy Hoàng ơi? Liên Thuyền Quốc Học và Tiền Tuấn nay đánh đồng đội rồi nhá. Rồi kể ra chung kết vá người trẻ thủ đô tái hiện nhá. Tiền Tuấn thắng Quốc Học trong 3 set. Đây con đi ra kia, đi ra kia ông Lê xuống xuống. Đây này. Đây. Đây, đi xuống sân đi. Đây. OK, set đấu thứ hai trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi Bộ Công an giành chiến thắng. Set đấu thứ hai điểm đang 1-0 cho Hà Nội. Đấu rất may mắn lật lưới, 1-1 cho Bộ Công an. Đấy, đúng không? Tuấn Đức Hồng Nam có định thả không? Chung cặp đôi Bộ Công an cũng hay phết. Thôi không sao, thì chống nhạc sau. Đập chết. Giữ sức làm gì anh ơi, may gặp Hồ Chí Minh mà. Đập trôi vào lưới. Điểm 2-1. Đây nhặt 4 đôi dép ấy. Pin dự phòng cạn rồi em ơi. Pin dự phòng cạn rồi. Live stream nó hết pin nhanh lắm. Giờ 387 người xem nhá. Mọi người dùng chia sẻ live stream này nốt lần cuối xem giờ này còn ai chưa xem vào xem nốt trước khi đi ngủ nào.
đưa đập cầu rất căng với cô Việt, đập tiếp đi. Nhà có gì ngoài sức đâu, tiếp tiếp tiếp, cấm được vào sân họ đánh cầu nhá. Rồi ăn rồi, điểm hai đều. Trận đấu thứ hai điểm đang là hai đều cho Bộ Công An. Hai đều à? Quốc Việt và Lê Duy Nam vẫn đang rất cố gắng để giành một chiến thắng danh dự cho Bộ Công An. Họ đang thua 4-0. Mấy trăm người xem mà chú đưa đôi nhiều tiền đi mời chè đi. Lấy đâu ra tiền chú ơi? Người xem gì có ai có trả tiền cho cháu. Đập cầu rất căng từ Lê Duy Nam. Điểm 3-2. Bộ Công An đang rất cố gắng. Đứng xuống đây, đứng xuống đây. Đây từ đấy rất nhanh Tuấn Đức Hồng Nam. Điểm 3 đều. Thằng này được một lồi cháo. Mày ra đây bắt cóc luôn. Rất hay. Buổi trường ngày trường ngày hôm nay Quốc Việt tập rất chăm, tập đánh lưới rất chăm, có vẻ phát huy tác dụng và độ chính xác rồi. 4-3. Nào, ai bảo ra cửa? Nào. Cầu ngoài sân 4 đều. Nào. Hơn 400 người xem rồi, cảm ơn mọi người giúp mình chia sẻ live stream nha. Rảnh rảnh vui vui giúp mình chia sẻ xem là giờ này cho anh em xem cầu trước khi đi ngủ nào. Cháu 5-4 cho Bộ Công An đang rất quyết tâm. Anh em thả tim cho Quốc Việt và Lê Duy Nam nào. Mỗi người thả một tim nào. Ok, xin chào Yến Linh nha. Đi thi đấu ngày mai bán kết diễn ra từ 7 giờ tối nha, buổi sáng không đánh. Ôi vẫn qua. Cặp đôi Bộ Công An rất hay, thủ rất chìm. Tuấn Đức đã đánh cầu vào lưới rồi. 6-4 cho Bộ Công An, sáng mai nghỉ, tối mai đánh. Ngày mai có thời gian đi vòng quanh Thái Nguyên chơi thì thôi. Ngoài đấy. Điểm rút ngắn 5-6 cho Hà Nội. Thông tin gì hả Đoàn Quốc trưởng ơi? Không nói rồi mà nhở. Đây thi đấu tối mai từ 7 giờ. Chung kết cũng 7 giờ tối ngày kia. Cầu ngoài sân. Điểm 8-5. Chín năm cho Bộ Công An. Thả rồi. Lê Duy Nam và Quốc Việt đang rất cố gắng. Đi Bắc Linh để bỏ ra. Đổi điểm 6-9 cho Hà Nội. Phạm Hồng Nam phát cầu. Tỷ cầu rất khó chịu thì Tuấn Đức. Đập cầu từ Tuấn Đức vào lên. Lỗi mất rồi Quốc Việt ơi. Điểm 8-9 Hà Nội. Mai có nữ nha mọi người, cả nam cả nữ. Cầu lỗi rồi, 9 đều. Đánh chắc 3 đi. Tin hết rồi, đừng đánh chắc 3. Rồi, bắt bài rất hay của Lê Duy Nam. 19. Mười một chín. Còn 5%. Liệu qua hết được set này không? Còn 5% pin. Không có pin mà sạc. Cắm vào hai lỗ mũi. Đúng rồi, Quốc Việt của Sơn La nha. Chính xác rồi anh Nguyễn Việt Hồng này. Quốc Việt quê Sơn La. Chơi rồi mấy hôm rách bao vượt rồi.
11-9, Quốc Việt phát cầu. Thủ cầu rất hay. Hay quá nhờ. 12-9. Rồi Quốc Việt và Việt Nam tuy bị ép rất nhiều nhưng mà họ thủ cầu cũng rất tốt, thủ rất chìm. Nhưng ở đây không ai có sở dự phòng, nếu có người ta cho mượn lâu rồi. Cầu lật lưới. 10-12. Chắc một đôi bộ công an ăn nha mọi người. Phát cầu tốt, 11-12. Đập cầu rất căng từ đây gì nào. 13-11. Duy Nam phát cầu. Phát cầu với một lỗi của Tuấn Đức. 14-11 cho bộ công an. Cố lên. Pin cũng đang cố đây. Đập tiếp ra ngoài thì có hai gì rồi. Đập thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Rồi ăn rồi, đứt vợt. Quốc Việt đứt hai cái rồi. Hết hết vợt rồi. Ném vợt, ném vợt. Tặng em, man tặng vợt bắt đầu. Em không còn vợt anh ơi. Làm còn nào? Cô học lấy vợt cho anh ấy. Anh đánh đứt hai vợt. Nhiệt lên anh ơi, thắng đi. Tạm vợt đối phương rồi. Chờ cô học lấy vợt, chờ tí. Thi đấu thì màu cờ sắc áo xin thua làm sao được. Buồn cười. Ok, Tuấn Đức đưa cho... Đưa cho vật đẻo đấy. Tuấn Đức đưa cho... Quốc Việt mượn vợt. Thôi đánh đứt luôn vợt của Tuấn Đức đi. Rồi. Cho vợt đánh thắng thì... 16-11 cho bộ công an. Giá kinh quá. Nói chung Hà Nội họ đánh cũng hơi nhả nhưng mà đập cầu ngoài sân. 17-11 cho bộ công an rồi. Giải đồng đội thế giới. Hình ảnh đẹp đáng nhớ. Cái vợt số 1 thì thua cái vợt số 2 à? Đói không hả? À anh nhìn thấy rồi đúng không anh? Đôi này nó nhất nhất. Đồng thời gian nhất đây. Ôi, chậm thôi. Nam học này. 12-17. Vẫn còn. Thủ cầu rất hay thì Quốc Việt có vẻ vượt của Tuấn Đức đánh rất hay. Đây rồi. 18-12 cho Quốc Việt thôi. Đói đi nha. Khá hợp lý. Điện thoại sắp sập nguồn rồi. Nó xem đi. Điện thoại hết pin, bình luận viên vẫn còn rất nhiều pin. Ở ngoài sân 19-12 cho bộ công an. Đòi lại vợ đi Tuấn Đức ơi. Ổng rồi. Đòi lại vợ đi. Điểm 13-19. Thành tích đối đầu là 4-0 cho Hà Nội nha mọi người. 4-0. Phát cầu lôi từ Tuấn Đức. 20-13. Trận đấu thứ 2. Điểm số cuối cùng của trận đấu, cuối cùng của tối ngày này. Cầu lật lưới, trận đấu thứ 2 kết thúc 21-13 cho Quốc Việt và Duy Nam. Vâng, Hồng Nam và Tuấn Đức thả. Nhưng mà dù sao thì Quốc Việt và Lê Duy Nam cũng đang rất cố gắng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kết thúc live stream đây, không nó sập một cái thì live stream này nó mất teo bây giờ. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đồng hành cùng Hùng. Và đây, đừng quên theo dõi Facebook của Hùng. Đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên. Nhớ bấm nút theo dõi ở chế độ xem đầu tiên. Để ngày mai Hùng ly thì mọi người sẽ nhận được thông báo ngay nha. Để tránh tình trạng không biết tìm xem live stream ở đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.
Đấy, ba anh Nguyễn Hùng nhá. Vâng, nhớ lời chú ạ. Gọi tăng chú rồi ạ.